Chào bác, chào tất cả anh em. Tiếp tục lên em JBL T20 Pro. Và anh em trong thời điểm này thì phản hồi bên Tùng Audio rất là nhiều và báo em rằng là làm về mẫu JBL T20 đang rất là hot đi. Và ngày hôm nay thì em sẽ làm một video hướng dẫn cho anh em cách căn chỉnh làm sao đơn giản nhất mà hiệu quả nhất với em JBL T20 Pro này. Từ cách đấu lối cho đến cách căn chỉnh những cái tính năng có ở trên em JBL T20 Pro đang rất là hot bên cửa hàng Tùng Audio nhá. Đầu tiên thì em xin hướng dẫn cho anh em cách kết nối với cục đẩy hoặc là âm ly khi các bác và anh em sử dụng mẫu JBL T20 này. Khi các bác và anh em sử dụng âm ly thì sẽ được tặng một đôi dây, một đầu ca lông và một đầu dây hoa sen cho anh em kết nối với âm ly. Đấy, một đầu dây ca lông. Ca lông thì anh em cắm lên vang cho anh em. Đấy, cắm lên vang cho em. Mặt sau sẽ có đường để cho anh em cắm lên vang nhé. Ở đây thì sẽ có hai cổng như cổng R output và L output. Còn phần pad này thì anh em nếu mà có cục trầm, có cục súp thì anh em cắm vào đây. Còn không có thì thôi. Thì nếu anh em kết nối với âm ly thì anh em chỉ cần cắm một đầu dây ca lông vào sau của con vang như vậy. Đấy, cắm một đầu dây ca lông vào đây. Và một đầu dây nữa anh em cũng tiếp tục cắm cho em. Kết nối với âm ly hay cục đẩy thì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nhiều anh em vẫn chưa biết, mới chơi thì chắc chắn là sẽ không thể biết được. Và em sẽ hướng dẫn cho anh em. Và hai đầu dây còn lại đây nhé, hai đầu dây là hai đầu dây hoa sen. Thì anh em cắm xuống âm ly, ở đường dây âm ly thì sẽ có hai cổng là cổng input, hai cổng input thì anh em cắm song song cho em. Kết nối vào input từ out của vang, từ out của vang này. Ở đây thì ở dưới thì nó sẽ ghi luôn cho anh em. Output của vang này. Và anh em cắm một đầu dây output của vang xuống đầu input của âm ly nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi. Cái này thì không có gì khó cả. Nếu anh em nào vẫn chưa biết cách cắm hoặc là nhận hàng về mà chưa biết cách cắm thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em. Em sẽ gọi video và hướng dẫn cho anh em cắm một cách cụ thể nhất. Và tiếp theo thì nếu như các bác và anh em nhận hàng mà kết nối với cục đẩy thì anh em sẽ được tặng một đôi dây ca lông và sẽ có hai đầu ca lông như vậy. Một đầu ca lông đực và một đầu ca lông cái cho anh em cắm kết nối. Thì cũng như là cắm với âm ly thôi. Các bác và anh em cắm vào cổng R output của vang. Đấy, cắm một đầu dây vào L output của vang và một đầu còn lại thì anh em cắm xuống cục đẩy. Cắm xuống cục đẩy thì anh em lại kết nối vào in. Anh em lưu ý cho em cứ từ vang output của vang thì anh em cắm xuống input của đẩy hoặc là âm ly. Đấy, nhớ rõ cho em một cái nguyên lý rất là cơ bản như thế này. Từ out anh em cắm xuống in, được chưa ạ? Như vậy là anh em đã có thể kết nối được rồi và kết nối cái này rất là đơn giản. Đấy, chỉ cần một số thao tác nhỏ là anh em có thể kết nối được rồi. Ngoài ra thì ở đây thì các bác anh em sẽ thấy rất nhiều những cái cổng cắm, thì em sẽ hướng dẫn một chút về những cái cổng lấy tín hiệu. Đầu tiên đó chính là cổng dây AV. Cổng dây AV này để làm gì? Để anh em kết nối với TV, lấy tín hiệu nhạc từ TV để anh em hát karaoke. Thông thường thì anh em hay sử dụng cả TV để kết nối với vang để lấy tín hiệu anh em hát karaoke, nhìn qua TV nó rất là dễ, đúng không ạ? Thì sẽ có hai cổng, cổng AUX1 và AUX2, nó hiện luôn ở dưới mặt con vang như này. Thì anh em lấy tín hiệu thì sẽ có hai đầu dây AV nhé. Thông thường thì sẽ có hai đầu dây AV thì anh em đây, ví dụ như có hai đầu dây AV như thế này thì anh em kết nối làm sao, anh em chỉ cần cắm vào song song cho em, cắm từ đỏ, cắm đỏ của đây đấy, anh em cắm như thế này, ví dụ lấy nhạc từ dây AV AUX1, anh em cắm song song nhá, cắm song song, chứ nếu cắm như này thì anh em sẽ không lấy được tín hiệu đâu. Ví dụ anh em cắm như này thì sẽ không lấy được tín hiệu này, lưu ý giúp em cắm song song đấy. Ví dụ AUX1 AUX2 anh em cắm song song lấy tín hiệu, và khi lấy tín hiệu thì anh em phải chuyển đổi sang phần input này. Ví dụ anh em lấy cổng AUX1, ở đây thì các bác và em cắm song song AUX1 này, thì các bác và em chuyển sang cổng AUX1 cho em, ấn input. Khi nào hiện chữ AUX1 trên mặt màn hình thì các bác và em đã lấy tín hiệu từ TV rồi. Rất là đơn giản. Nếu anh em cắm sang cổng AUX2 thì chỉ cần chuyển sang AUX2. Đấy, lấy tín hiệu từ đâu thì anh em chuyển sang tín hiệu ở phần mặt màn hình cho anh em nhé. Rất đơn giản. Ok. Tiếp theo là phần bắt Bluetooth với em JBL T20 Pro này. Thì ở những video trước em đã làm rất là chi tiết với cái cách bắt Bluetooth cho tất cả mọi loại vang rồi. Thì anh em chỉ cần bật điện thoại lên, ấn nút phần Bluetooth và bật qua phần input chế độ Bluetooth này. Nó sẽ hiện là phần PT. Nó nhấp nháy như vậy là nó đang bắt tín hiệu Bluetooth. Và anh em chỉ cần bật Bluetooth ở trên điện thoại thôi. Và kết nối với JBL T20 Pro, nó sẽ có tên ở phần dưới thiết bị khả dụng. Anh em kết nối vào là lấy tín hiệu được, rất đơn giản. Và phần cắm USB thì sao? Nếu các bác và anh em có USB mà đã có tải dữ liệu nhạc rồi để nghe nhạc thì anh em chỉ cần cắm vào và điều chỉnh qua phần USB. Đấy,
Và tiếp theo là một phần lấy cổng quang, lấy tín hiệu từ cổng quang OPT, là chữ viết tắt của cổng quang official. Đấy, thì anh em có thể là cắm vào trực tiếp qua cổng dây cổng quang, anh em cắm vào đây chữ phần official này. Đấy, là anh em lấy tín hiệu từ cổng quang. Đấy là những cách để anh em lấy tín hiệu từ tất cả những cái đường có ở trên con JBL T20 này. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất thì anh nghĩ là anh em rất là muốn em Tùng hướng dẫn cho anh em, đó là phần căn chỉnh JBL T20 Pro. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái tính năng, có rất là nhiều tính năng cho anh em. Đầu tiên thì em sẽ nói sơ qua một chút, delay, tiếng vang nhạy nhanh chậm, delay. Repeat cũng vậy, revert là tiếng revert thì em đã có định nghĩa ở những video trước rồi thì em sẽ không định nghĩa lại nữa. Anh em chỉ cần hiểu rằng là tiếng revert nó như kiểu là anh em hát trong một cái phòng kín, không gian khép kín, tiếng nó vang vọng lại rất là hay. Đấy, anh em điều chỉnh làm sao. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh em. Đầu tiên thì phần delay. Thông thường thì các bác phải nghe mà hát tiếng delay thì không cần phải quá nhanh, và nếu mà chậm quá thì nghe nó cũng không hay. Thế này là các bác anh em có thể để ở chế độ mặc định, đó là hướng 12 giờ. 12 giờ là chế độ mặc định của con vang. Và nếu mà theo bên Tùng Audio thì em đã test qua nhiều lần rồi thì em cảm thấy là khi anh em để delay ở chế độ 11 giờ theo kim đồng hồ, để ở chế độ 11 giờ, khoảng 11 giờ cho đến 11 rưỡi, gần đến 12 giờ là một cái tiếng delay nó rất là hay, nó rất là vừa vặn cho anh em sử dụng. Và tiếng repeat thì sao? Repeat thì các bác anh em không cần căn chỉnh quá nhiều. Mẫu cái tính năng này thì anh em không cần căn chỉnh quá nhiều. Nếu như anh em là ca sĩ chuyên nghiệp, anh em muốn hát có một chất giọng nó khác biệt đi một chút thì anh em mới điều chỉnh repeat thôi. Không thì anh em cứ để mặc định cho em. Đấy. Và tiếng revert. Revert thì anh em, nhiều anh em thích tiếng revert cao thì có thể là điều chỉnh sang hướng từ 12 cho đến khoảng 2 giờ. Nhưng mà thông thường nếu như để 2 giờ thì tiếng revert các bác và anh em nghe nó sẽ không được ổn định lắm. Thì em xin tư vấn cho anh em một cách điều chỉnh revert, đó là để ở chế độ 1 giờ. 1 giờ là một chế độ tiếng revert em nghe cũng như là anh em đã trải nghiệm qua rồi thì cảm thấy là tiếng revert ở chế độ 1 giờ nó rất là bay, nó rất là bay. Đấy, tiếng nó rất là bay. Thế anh em để chế độ 1 giờ cho em là nghe nó rất là hay rồi. Ngoài ra anh em nào mà không thích tiếng revert quá nhiều thì anh em có thể điều chỉnh sang hướng 11 giờ. Đấy, không thích tiếng revert quá nhiều thì để sang hướng 11 giờ. Không thì anh em cứ để ở chế độ 12 cho đến 12 rưỡi cho đến 1 giờ là một cái chế độ revert cực kỳ hay. Exciter lên tiếng thì sao ạ? Exciter lên tiếng thì không phải là anh em cứ nghĩ là cứ lên tiếng nhiều là tiếng mic nó sẽ hay đâu. Anh em mà lưu ý giúp em một chút là tiếng exciter nó phải đi kèm với tiếng mic và bass chép nữa, anh em điều chỉnh làm sao nó hài hòa. Tiếng exciter thì các bác và anh em nhiều bác rất thích tiếng mic nó to lên một chút thì anh em có thể vặn qua đường tiếng mic thì nó sẽ ổn định hơn so với anh em sử dụng qua exciter. Exciter nó sẽ nâng cái tiếng khi các bác và anh em lên nốt cao, chứ không phải là nó sẽ nâng tiếng khi các bác và anh em hát nó to đâu, mà nó sẽ trợ giúp cho bác và anh em lên nốt cao không bị vỡ tiếng. Exciter nâng tiếng đấy là một cái tính năng vô cùng đặc biệt, thì anh em để chế độ cho em cũng khoảng 1 giờ. Cũng khoảng 1 giờ là được. Và phần bass mic check này thì thông thường cứ để chế độ mặc định là các bác và anh em hát đã rất là ok, rất là chuẩn mực rồi. Đấy, như vậy là em đã điều chỉnh qua một chút thì bây giờ em sẽ test luôn cái chế độ bên cửa hàng Tùng Audio để xem anh em có thể là vào cảm nhận, cũng như là để lại phần bình luận dưới video giúp Tùng Audio để em rút ra được kinh nghiệm, cũng như là anh em đã và sắp mua sản phẩm bên Tùng Audio như con T20 Pro sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất với dòng sản phẩm này mang lại các bác nhá. Ok, cắm ngay vào mic 1 cho em. Cắm mic 1 cũng được, mic 2 cũng được, mic 3 cũng được. Anh em có thể cắm bất kỳ ở mic nào. Ở đây em sử dụng mic dây thì em sẽ test luôn chất âm cho anh em một chút với cái chế độ em vừa mới setup xong để anh em có thể trải nghiệm với Tùng Audio thì các bác và anh em sử dụng tai nghe nhé. Alo 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy, các bác và anh em nghe tiếng chất lượng âm thanh con này thì như thế nào ạ? Đánh giá dưới phần bình luận video giúp Tùng Audio Hải Dương các bác nhá. Mẫu này thì đấy em đã điều chỉnh qua một cái chế độ căn bản và hợp lý với tất cả những cái giọng hát của bác và anh em rồi. Ngoài ra thì các bác và anh em về có thể điều chỉnh thêm một chút nữa phù hợp với cái chất giọng của tất cả bác và anh em nữa. Đấy, và phần ba cái phím volume âm lượng tổng này thì không có gì để hướng dẫn nhiều, bởi vì những cái phím volume này thì rất dễ điều chỉnh rồi. Muốn cho effect vang nhại to lên thì anh em chỉ cần vặn theo hướng
10 hướng kim đồng hồ, xuôi kim đồng hồ thôi. Vặn đến mức nào cũng được. Nhưng thông thường thì em cứ tư vấn cho anh em nên vặn ở mức 1 giờ. Tất cả những cái mẫu này sử dụng ở hướng 1 giờ đến 2 giờ là cảm giác là đã rất là bay bổng, rất là hay, rất là tuyệt vời rồi. Phần mic, phần music cũng vậy, anh em không cần cho quá nhiều. Hát chỉ cần làm sao tiếng nó thật hay, thật vang vọng và nghe là nó bay bổng hết mức là anh em đã cảm thấy ưng rồi đúng không ạ? Video của em xin dừng lại tại đây. Anh em còn thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận dưới video giúp Tùng Audio. Em sẽ cố gắng giải mã tất cả những thắc mắc của tất cả các bác và anh em bên cửa hàng Tùng Audio nhé các anh nhá. Thôi, video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.